thời kỳ nhà Ngô. Năm 939, sau khi chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền chính thức lên làm vua, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa. Ngày 14 tháng 2 năm 944, Ngô Quyền mất, hưởng dương 47 tuổi. Ngô Quyền có 4 người con là Sương Ngập, Sương Văn, 2 con nhỏ tuổi là Nam Hưng, Cản Hưng, theo Dương Quốc Mẫu. Trước khi mất, Ngô Vương di chúc cho tướng Dương Tam Kha, phò tá con mình là Ngô Sương Ngập lên ngôi. Tuy nhiên, sau khi Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha không làm theo di nguyện của Ngô Quyền mà lại cướp ngôi cháu, tự lập mình làm vua, xưng là Dương Bình Vương.